Chiều qua, binh chủng công binh đã tiến hành khớp nối lắp ghép lại cầu phao Phong Châu Phú Thọ và thông xe để người dân đi lại. Trước đó, ngày 1 tháng 10, do mưa lớn khiến lũ trên sông Hồng lên nhanh, lực lượng công binh đã phải cắt nhịp cầu phao Phong Châu để đảm bảo an toàn. Ngày 4 tháng 10, phà quân sự được đưa vào hoạt động tạm thời để phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân. Đến trưa qua, sau khi khảo sát, đánh giá tình hình, nhận thấy lưu lượng nước trên sông Hồng đã đảm bảo ngưỡng an toàn cho phép Binh chủng công binh tiếp tục chỉ đạo lữ đoàn 249 cùng phối hợp với các lực lượng khớp nối lại cầu phao PMB 60 tấn để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Đến 17 giờ 30 phút, cầu phao PMB 60 tấn hoạt động trở lại. Các lực lượng sẽ túc trực phục vụ người dân qua cầu phao từ 6 giờ sáng đến 22 giờ, sau đó sẽ tổ chức các đốt cầu phao để phục vụ phương tiện đường thủy hoạt động trên sông.